mới bắn nữ. Rồi bây giờ hai bạn giới thiệu về mình đi, mời bạn trai. Dạ em tên là Đặng Nhân Vô, cái nickname em là Phi Hùng Nguyễn. Năm nay em 31 tuổi, là một người con sinh ra và lớn lên tại đất Hậu Giang. Nghề nghiệp là tài xế. Lái xe gì? Em lái xe khách 7 chỗ. Rồi ở trọ thôi. Có em làm tại quê luôn anh, sáng đi chiều về nhà. Mà ngày nào cũng đi hay sao? Nhầm bữa thì ngày nào cũng có, còn nhầm bữa thì hai bữa có lần. Rồi mấy cái khúc mà không có đi thì là ở nhà là rảnh hay là chạy vòng vòng ở Hậu Giang? Những không cái những ngày mà không chạy ở nhà làm việc nhà với mẹ, lau nhà, quét nhà, rửa chén. Trời giỏi dữ vậy ta. Rồi em gái giới thiệu đi em. Dạ anh chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh cùng toàn thể mọi người có mặt trong ngày hôm nay. Em tên là Nguyễn Ngọc Tươi, năm nay em 26 tuổi, hiện tại thì em đang sinh sống và làm việc tại Đồng Tháp. Em đang làm nhân viên kinh doanh của VNPT bên mảng Vinaphone đó chị. À, dạ. Cái điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Dạ điểm mạnh của em là em có khả năng thuyết trình dưới đám đông, em nói lớn, nói nhanh, em có khả năng hát. Dân miền Tây mình làm thử một khúc cải lương đi. Rồi vô. Anh ơi, nếu như mà thấy em hát hay quá thì cuối giờ nhớ bấm nút nha anh. Trời ơi, bà đã thính nữa. Chưa gì hết trơn à. Dễ thương. Em ok chuyện đó đi. Men rượu tiễn đưa nhớ dần nồng nàn khiến hồn em ngây ngất. Hương lửa yêu đương còn phản phất đâu đây ngào ngạt chốn loan phòng. Từng sợi nhớ sợi thương theo mũi chỉ đường kim, mong chàng được ấm lòng nơi miền quan tới. Rất ngọt, hơi xét chút nghi rất ngọt. Cải lương thì em không có thuộc, nhưng mà ví dụ như nhạc thì em... Hãy chơi lại bài đáp. Em xinh tươi trong chiếc áo bà ba, em đi mau kéo chế chiến phà đêm qua bến Bắc Cần Thơ. Hay thôi, quá, cũng được nhau lắm. Vậy mình có cái điểm yếu gì không? Nhiều khi em nói nhiều, em nói nhanh, em nói mà người ta nói thôi mày gì xét lại đi, tua lại đi, em tua lại đi, em nói nhanh quá à, nghe không rõ. Cái em phải nói chậm lại, mà khi em nói chậm lại là em bị cà lăm. Tư thế em ngủ rất là xấu. Ngủ sao? Em ngủ một chân thì em ghét trên niệm, một chân thì em ghét vô tường. Có khi cái đầu em bay vô tường, cái chân em đạp trên niệm. Trời đấy. Em nằm ngang nằm dọc miễn sao tư thế em thấy thoải mái là em ngủ rồi. Chứ em không có phải chỉnh chu như con gái ngủ thường. Người ta hay để tay trước bụng hoặc là người ta để bên hông. Ngủ như giống thiên thần em không có. Là em ngủ giống ác quỷ đó phải không? Anh trai thí dụ em thấy một cô gái mà chân ngủ chân gác lên tường, chân này gác bên kia, chẳng hạn chứ hơi ngủ thì em nghĩ sao? Cái đó mình ngủ chung mình thì mình gác dò xuống. Gỡ xuống hả? Dạ. Bây giờ tới bạn trai, những cái ưu điểm, khuyết điểm của em là gì? Cái ưu điểm của em thì dễ gần gũi và hòa đồng với các anh em bạn bè. Còn khuyết điểm của em thì em biết nấu ăn mà nấu cũng dở lắm chứ nó không có ngon lành gì hết á. Ăn được là được rồi. Xiên là được rồi, kệ nó. Dạ. Em gái, em muốn tìm một người đàn ông lý tưởng của em như thế nào? Tại vì em cao có 1m52 à. Cho nên là em muốn kiếm một người bạn trai là phải cao hơn em là 1m6 hoặc là 1m65 là cũng được rồi, không cần cao quá đâu, cao quá nhìn kỳ lắm. Bên đây là 1m52 luôn mà 40kg. Chết rồi. Sao chết gái đó giờ em có quen mối tình nào mà có anh chàng 1m52 chưa? Dạ chưa anh ơi. Em có hai mối tình. Một mối tình là sắp sửa đậu đại học vào đây. Năm nhất đại học thì em thi đậu nhưng mà bạn đó thì thi rớt. Cho nên là cái lòng tự trọng của một người đàn ông á, cho nên là bạn đó là không muốn tiếp tục nữa. Tự nhiên học dở hơn ta rồi còn tự nhiên bỏ người ta nữa. Thường thường con trai không có thích là con gái phải hơn con trai. Cho nên là bạn đó quyết định là chia tay. Đó là mối tình chính thức. Còn mối tình thứ hai của em là không có công khai, nhưng mà tại vì nhỏ hơn em 2 tuổi á chị, thì cái suy nghĩ chưa chín chắn với công việc không ổn định đó, nên gia đình cũng không có chấp nhận, cho nên là em quyết định là em dừng lại. Rồi bây giờ anh này anh 1m52 đó, giờ dừng hay tới? Dạ đến hồi mở rào rồi em mới biết được. Mở rào mới biết đúng dạ, không? Đúng rồi. À, ngoài ra còn tiêu chí gì nữa em nói luôn để anh Linh dạ, Linh coi cam bên kia. Em không có chịu được mùi thuốc lá hả? Thí dụ có xăm mình thì xăm nhỏ nhỏ, xăm chỗ nào đừng có ai thấy là được rồi. Mình em thấy thôi thì được. Người khác thấy là bên đây cười nè, được không? Phải cái chuyện gì khó khăn thì bên đây là anh bỏ không được, chứ mấy cái chuyện lẻ tẻ là nhầm về em. Ồ, nhầm nhò vậy đúng không? Vâng.
Cái tặc lớn đang bỏ được mà. Đúng rồi. Thuốc lá thằng lẽ không được. Ừ. Có nhậu có hút thuốc không? Thuốc thì bạn bè mời em hút chứ em không có mua. Trời ơi. Hồn quá. Dạ. Còn rượu thì em không biết uống, nhiều bia thì em uống 2 lon à chị, cái đó thiệt. Chết anh luôn. Ơi, anh có bụng phệ không anh? Hả? Có 40 kg thì sao phệ em? Tại vì em cũng thích con trai bụng phệ lắm, tại vì bụng phệ em thấy so so nó ấm. Hay à, con gái này hay à, để anh qua anh coi coi. Thích trai bụng phệ để làm gì? Dạ, tại vì trai bụng phệ thường thường người ta nói là tốt bụng lắm, bụng phệ với đúng rồi. So so nó. Chính xác. Đầu tóc thì thích gì nữa không? Bình thường là được rồi, miễn có tóc là được không? Mấy người hói hói được không? Dạ hói thì thông minh. Ừ, hay. Trời ơi, thiệt em gái số 1 luôn. Hói thông minh, bụng phệ tốt bụng. Khoái cô này nha. Rồi bên kia làm sao? Bên kia thích cái mẫu con gái làm sao? Mẫu người bạn gái của em thì cũng không có chi cho quá. Giống như cái người mà hâm mộ của em là Lâm Tâm Như được rồi. Hả? À. Cái tiêu chí sao cao mắt mũi miệng đi chứ Lâm Tâm Như nay với không tới đâu à? Thời gian mà nói ra cho nói mà hài kịch thôi chị chứ đâu mà dữ vậy? Đúng rồi. Dạ. Chiều cao 1m52 đó gì cũng vừa với em rồi. Có cái gì em không thích ở người bạn gái không? Một là xăm mình, còn dù tóc đen ha, tóc vàng, tóc đỏ ở đây không thành vấn đề. Em thích con trai hay thích con gái? Em là thích con gái. Hả? Dạ. Có mối tình nào chưa? Em hồi đó giờ cũng trải qua là cũng 2 mối tình chị. Mấy người đó quen em là người ta nghĩ về cái chuyện vật chất sao qua tiền bạc rồi không mà chứ à. Không nghĩ về cả hai trái tim chứ không phải tại vì em không có men nên ta chia tay hả? Em không biết nữa mà sao cái áo chật nít chị mà còn bận chi nữa, cứ kề sát vô lòi hai cái nó thấy không, đứng thẳng lên cứng ngắc luôn kìa. Bây giờ chừng nào lấy vợ? Hợp thì với nhau có duyên nợ thì khoảng 3 tháng trở lại được rồi. Chuẩn bị mọi thứ chưa? Thì đám cưới thì vàng vòng gà vịt heo cuối nhóc. Ừ, vậy là làm cưới làm dâu không? Làm dâu chị. À, em đang sống với ai? Sống với mẹ. Mẹ khó không? Mẹ em dễ lắm. Rồi để chị hỏi bạn gái em làm dâu được không cưng? Dạ em làm dâu thì được chị. Tại vì em cũng biết nấu ăn, nói chung có đầy đủ gia vị thì em sẽ nấu được rồi. Vậy là tốt rồi, được, đồng ý. Quen. Đó, em nói gì nói đi. Sao em trai? Nói đi. Mới nói mà mày căng quá. Anh bảo vệ em. Dạ, anh có người là luật sư vậy không? Đúng rồi. Em ơi, cái này coi, món quà này vô coi coi. Trời đất ơi. Nổi dễ sợ không? Áo thì cẩm hường, cái con cá thì lõ lòm. Đưa cái móng tay ra coi. Làm gì cái hai cái móng tay ông, cái móng tay tụi bà lớn. Ông đưa cái móng tay cái ông lên coi. Coi móng tay ông dài hơn móng tay các tường nữa. Để móng tay chi dài dữ vậy? Thứ nhất không có thời gian mà để em cắt. Với lại mà em cũng để nặng mụn đồ chơi. Trời đất ơi. Nặng mụn là mình khỏi tốn cái nặng mụn. Đúng rồi. Trời ơi, trời trời. Mất vệ sinh quá đi. Tại đâu cứ nói em không có sợ chứ. Đúng rồi. Đúng ra người ta phải tặng hoa rồi cho bạn gái này kia chứ. Dạ, dạ có mà cái hoa đó em mua dọc đường đó rồi nói với cái cô đó bán cho chương trình hẹn hò. À. Rồi bà cô đó đưa toàn là ba cái bông mà cúng gì không mà không phải bông hẹn hò. Cái cô nào bán bông hát vậy? Trời ơi thiệt tình luôn, tội nghiệp nhỏ không? Thôi được rồi. Nay em gái đi với ai? Dạ em đi với mẹ với em trai. Dạ chào cô. Dạ chào anh Si Cát Tường và dạ. Chào anh Si Quyền Linh. Chào quý vị khán giả. Dạ em tên là Quỳnh Thị Hoa, mẹ của Ngọc Tươi. Và hôm nay mà em lên em thấy cháu bên đây thì cách hòa đồng hỏi. Sống thì em thấy vui vẻ. À, tài xế thường thường nói tài xế đi đây đi đó, cô thấy cũng sợ. Nói đi. Tài xế của người ta khác, tài xế là khác bác ơi. Không, mà nãy giờ cô tiếp xúc với cháu thì cô nghe cháu nói thì cô thấy cũng hòa đồng. Dạ. Nói cũng vui vẻ, tính vui vẻ. Tại vì em thì em chịu, cha mẹ nhà chịu, tính vui vẻ, hòa đồng. Biết quan tâm xung quanh mọi người lẫn nhau. Thì em rất là vui. Rồi, quá tuyệt vời. Rồi bây giờ em trai đi với ai? Em tới hồi mà bữa hổm thì em có dặn em rể là đi chương trình với em. Qua là nó bệnh, cái xương sống nó nhức đi không được. Nhà nó cũng có công việc luôn nữa. Thử ra má mày em thì già đi ngồi xe lên đường xa đi không nổi. Tội nghiệp nhỏ không? Dạ. Thôi được, có anh lo. Dạ, dạ. Anh đại diện nhà trai luôn cho. Dạ. Được ha? Dạ. Bây giờ nè, chúc may mắn nha. Dạ. Hy vọng người này dắt dâu về Hậu Giang nha. Dạ. Rồi, mở rào. Rồi. Có muốn quà không gửi tặng cho em?
Em cũng có một cuốn sách gửi tặng cho anh, tại em đọc nhiều lần quá cho nên nó cũ chứ không phải là tại em bỏ lâu. Dạ em cảm ơn anh. Dạ rồi ai bên đàn trai nói trước ha. Dạ rồi muốn người bạn trai của em là nhìn như thế nào? Dạ hồi nãy giờ em cũng có nói rồi đó anh. Tướng tá của anh gì nào có giống như mẫu người của em không á? Dạ của anh như vậy thì là quá sặc mùi đàn ông rồi, không cần gì để nói nữa. Quá chuẩn men rồi. Tôi còn chưa biết cái mùi đàn ông là cái mùi thì sao. Nãy giờ ở bên Rào em cũng có nghe anh nói là anh làm nghề tài xế. Rồi anh có bạn nhiều không anh, đặc biệt là bạn nữ? Bạn nữ hả? Bạn nữ anh cũng có. Nhưng mà thời khoảng 25-26. Dạ. Khoảng 7 năm nay anh không quen ai chứ? Em thì em thích được bạn trai chiều mình á. Thí dụ em hay giận vô cớ nhưng mà em thích bạn trai năn nỉ. Nhưng mà anh có chịu được như vậy không á? Cái năn nỉ đó quá ok còn gì nữa. Anh làm được. Chuyện nhỏ. Dạ. Tính em thì hay nói nhiều á, với hay nóng tính á. Nhiều khi em nóng tính quá em có hay làm những cái hành động như là đánh cấu vào dữ lắm. Dạ. Anh có chịu được không? Đâu em qua em đánh anh thử một cái rồi. Em qua em nhéo cái đó. Cái gì mà nó ẩn ẩn lên dưới cái áo đó. Em qua em nhéo coi chị. Thôi em sợ bung nút quá chị ơi. Trong đó em có một cái tấm thiệp nhỏ nhỏ em có viết trong đó. Cái đó em làm vào buổi tối á, cho nên là nó không được đẹp cho lắm. Cái đẹp hay xấu gì hồi gì anh cũng không quan trọng. Quan trọng là tấm lòng của em đối với anh được rồi. Đọc lên đi, đọc lên coi là cô làm cái gì buổi tối đó. Thôi, đọc gì nhà, đọc để chị thầm kín người ta. Không, đưa ta coi thôi. Không đọc anh đọc chưa? Cái tấm thiệp đẹp nè em. Dạ. Chữ duyên ha. Có những cuộc gặp gỡ chỉ là một cái duyên. Có những phút chạm mặt lướt qua đời nhau cũng là cái phận. Duyên phận là cái ông trời đã từng sắp đặt. Và em tin rằng anh em gặp nhau cũng là một định mệnh. Được không? Ok. Thích không? Thích. Bấm dạ. Nút quất. Bấm nút ha. Mình tưởng tượng xem từ nãy giờ cái người đối diện đó có phải là người mình mong muốn hay không. Hãy đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. 1 2 3. Hết thời gian. Chúc mừng em gái. Được rồi đó. Rồi nắm tay đi. Bắt đầu từ hôm nay các bạn đã hẹn hò với nhau. Bây giờ xin nói bác một tiếng đi. Dạ con xin phép bác con hôn em. Trời ơi chưa cho vô hôn em liền. Xin hứa rồi ta chăm sóc hay cái gì. Trời ơi. Dạ con sẽ chăm sóc em suốt đời. Rồi đây là dạ, bây giờ anh chủ động chia sẻ một số những cái thông tin cá nhân về bản thân của mình. Họ tên, ngày tháng năm sinh, công việc của mình hiện tại là gì, mình đang công tác ở đâu, đang làm công việc gì. Dạ anh chủ động chia sẻ nhé. Thiếu gì thì biên tập sẽ bổ sung. Dạ ok. Em tên Đào Lê Minh Nhật, sinh năm 1995, quê ở thành phố Hồ Chí Minh luôn. Thì hiện tại em đang làm công việc là nhân viên thiết kế nội thất, nhân viên ở quận 7. Thì nhà em ở quận Bình Tân. Rồi. Bạn là một chàng trai như thế nào, có điểm mạnh điểm yếu cho sao? Nói chung thì về tính cách của em á, thì là em kiểu người hướng nội, thì em trầm tính, ít nói, thì không có chủ động trong gì sao ta, kiểu hướng nội là mình hay ít giao tiếp với mọi người á, mình tiết kiệm lời hơn trong cuộc sống. Rồi. Bạn có thế mạnh gì? Điểm mạnh điểm yếu rõ ràng là gì? Ví dụ em thấy cái điểm mạnh đầu tiên của em là không hút thuốc, không uống rượu bia, không có cờ bạc, cũng không có hay nhậu nhẹt gì hết. Thì thường một ngày của em là chỉ làm việc vào ban ngày, rồi về tối thì về nhà làm, thường thì làm thêm các công việc khác, hoặc là nghỉ ngơi chơi game online, hoặc là xem phim với bạn bè thôi. Ngoài ra thì em thích nấu ăn, chứ lại thường hay dạ thôi. Cái đó là ưu điểm của em. Còn về nhược điểm thì nó cũng trái ngược với cái ưu điểm là em hay lười vận động. Thì những ngày nghỉ thì em thường ở nhà thôi, ít khi ra ngoài. Ngoài ra thì em cũng không thích mấy cái những cái
quyết định mang tính mạo hiểm mà em thích sự an toàn hơn. Rồi. Bây giờ là không biết là thu nhập của Nhật là một tháng là mình thu nhập được khoảng bao nhiêu? Thu nhập hiện tại của em thì cái mức lương của em thì nó chia ra làm hai loại là cái phần lương cứng với hoa hồng. Thì mức lương thu nhập nó trong khoảng từ 12 triệu rưỡi cho tới 25 triệu. Rồi. Rồi, quả nhiên mà mình là nhân viên thiết kế chứ mình không phải là Dạ. nhân đúng không? Dạ, là em là nhân viên thiết kế ạ. Rồi. Bạn có năng khiếu hay tài lẻ gì không? Hát được không? À, em thì không không hát được, à, tại lẽ thì cũng chỉ kiểu thiết kế thì cũng chỉ vẽ vẽ vời xíu thôi. À, biết vẽ hả? Dạ thì em bên ngành chuyên ngành vẽ vẽ nhưng mà em không không có vẽ nhiều, chỉ là biết thôi, nói chung là cũng không phải tài lẻ nữa. Nói chung em thấy mình không có tài lẻ gì nhiều. Rồi. Bạn trước giờ bạn trải qua mấy mối tình rồi? Trước giờ em chưa từng trải qua mối tình nào chính thức hết. Thế vậy chưa từng trải qua mối tình chính thức nào, vậy thì những cái mối tình kia chỉ là không chính thức thì nó sẽ rơi vào kiểu crush là hay như nào, đơn bạn đơn phương người ta ấy. Em chỉ có một lần là thích, thích kiểu thích thích một lần, rớt một lần hồi cấp 3 thôi, là kiểu mình thích người ta kiểu đúng đúng thích kiểu con người về tính cách luôn đó, chứ không phải là chỉ đơn giản là thích về ngoại hình. Còn lại thì em chưa có lần nào chính thức. Nó thích bạn đó sao cậu không nói ra? Tại vì kiểu tính của em là kiểu nhút nhát á, không không biết nói như thế nào, mà nói ra sợ người người đối phương họ từ chối thì lại kiểu ngại ngùng mất đi cái mối quan hệ hiện tại nữa, cho nên là cũng không có nói luôn. Rồi. Rồi bây giờ thì đã mạnh mẽ thoải mái hơn chưa? Cái này cũng chắc là không biết, chắc có thể là hơn hơn chút xíu rồi. Rồi, ok, bây giờ bạn nói cho cái mẫu hình mà bạn muốn chương trình tìm nhé. Ngoại là sau đó là cái tính cách. Về ngoại hình thì em nghĩ là về cái khuôn mặt thì có thể là mình ưa nhìn tới xinh xíu, với lại cái nhìn không có quá kiểu như quá lớn hơn so với độ tuổi, tại vì ở bên ngoài em tướng em nhỏ với lại nhìn nó trẻ, cho nên là nhiều người họ tưởng học sinh sinh viên gì thôi. Rồi. Cái thứ hai là chiều cao thì em cũng thấp thôi, cho nên là em muốn tìm một bạn nữ thấp khoảng từ một cái sáu trở xuống thôi. Ừ, em cao mét nhiêu Nhật? Em 1m63. Rồi, ok. Về cân nặng thì em cũng 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 nhẹ lắm, em chỉ có 53 kg thôi, cho nên là mấy nếu như bạn nữ mà nhỏ dưới 50 kg thì càng tốt. Rồi. Tính cách, vị trí, vùng miền, nghề nghiệp của bạn nó như thế nào thì phù hợp với mình. Những cái đó thì em thoải mái, em không không có quan trọng những cái vấn đề đó. Còn cái phần tuổi tác thì em nghĩ là khoảng 1998 trở trở về sau, cách ý là cách khoảng cách em 3 tuổi là hợp. Bạn nữ là cách khoảng 3 tuổi, mình 3 tuổi đúng không? Dạ, cách 3 tuổi trở lên. Bạn yêu xa được không? Xa là kiểu dụ như mình có thể chạy xe 1 2 tiếng này cũng ok, nhưng mà xa kiểu miền Nam với miền Bắc thì nó hơi khó. Rồi, ok. Rồi, ok, cảm ơn Nhật nhá. Thì hôm nay một cái Thì có ban biên tập của chương trình cho nên là mình cứ thoải mái mình chia sẻ ha. Đang ở ngoài nắng quá hay sao, thấy hơi nhăn nhăn vậy anh? quên. Sáng nay em vội qua em định lên em ngồi ở quán cà phê ấy. Không cần Đấy, phải nhưng ở mà cà phê đâu, mình cắt online bất cứ đâu mình vẫn cắt được ha. Đầu à. tiên là anh giới thiệu về họ, tên, tuổi, quê quán và công việc của mình nha. Chị ấy sao mà em không thấy hình chị nhỉ? Hiện tại là ban biên tập cũng đang làm việc ở những cái không gian nó khác nhau, cho nên là chủ yếu là sẽ thấy được hình ảnh của anh là chính, và mình cũng quay làm cái đoạn clip ngắn của anh đó ha. Dạ rồi, mời anh bắt đầu ạ. À, em giới thiệu với chị, em là Bùi Đình Khương. Em sinh ngày 02 tháng 10 năm 1987, em nay 34 tuổi rồi. À, 35 tuổi rồi. Bùi Đình Khương đúng không ạ? Dạ vâng, em chưa có lập gia đình lần nào hết. Rồi, quê mình ở đâu, công việc hiện tại là gì nè? Em
quê em là quê gốc của em ở Thanh Hóa, nhưng mà em thì em làm việc ở trong miền Nam á, trong tỉnh Ninh Thuận á. Tiếp đi anh, công việc là gì? Em đang cần biết những cái thông tin đó. Em làm bên thủy sản. Cụ thể giùm em ha, thủy sản là làm gì? À, em là kỹ sư nuôi trồng thủy sản đấy. Là mình làm Em ở trong Ninh Thuận lâu chưa? đúng rồi, em nếu mà chị về Ninh Thuận á, chị nhìn thấy công ty cổ phần đầu tư S6 á, đó là tập đoàn của em. Tập đoàn này là tập đoàn sử dụng cái đề tài của em á. Nhưng mà bây giờ em đang dính vào một cái trường hợp là khoảng cỡ tầm 15-20 ngày nữa thì em sẽ có một cái vụ kiện kiện về sở hữu trí tuệ tại thành phố Phan Rang Tháp Chàm. Cái đề tài này của em là cái đề tài được viết đầu tiên và duy nhất trên thế giới á. Cho nên đến bây giờ em chưa có lập gia đình thì khoảng cỡ tầm 15-20 ngày nữa thôi. Dạ. Nhưng mà thật ra thì em cũng lớn tuổi rồi nên cũng muốn lập gia đình nhé chị. Là 15-20 ngày nữa là anh đi đâu? 15-20 ngày nữa là có thể là em vào trong đó để em giải quyết về cái vấn đề tài sản của em ở đó. Trong nào anh vào, trong nào vào, trong thành phố Hồ Chí Trong Minh hay Ninh sao? Thuận á. Dạ. Rồi ok, anh Khương chia sẻ về bản thân mình đi ha. Những cái điểm mạnh, điểm yếu nổi bật của mình là gì nè? Em thì em tốt nghiệp Đại học Thương mại chuyên ngành quản trị kinh doanh. Vâng, em tốt nghiệp Đại học Thương mại chuyên ngành quản trị kinh doanh năm 2000, tốt nghiệp vào năm 2013. Em thì em chỉ giỏi về nghiên cứu khoa học thôi. Em giỏi về kinh doanh và nghiên cứu khoa học và đặc biệt đang ở ngành tôm á. Dạ. Em thì cũng tính tình thì em cũng vui vẻ hòa đồng thôi. Không có khó cái gì cả nhưng mà đều phải trên cơ sở của nguyên tắc hết. Rồi, tiếp đi anh. Còn gì nữa không? Ở Ninh Thuận là hiện tại là mình đang ở với ai? Mình ở trọ trong đó hay như thế nào anh? Em mới trong đó về xong khoảng cái thời gian đấy em vào ở Ninh Thuận thì nói chung em cũng có anh em người nhà ở trong đó. Là Ở hiện Sài tại Gòn là thành mình đang phố. ở ngoài Thanh Hóa luôn. Đúng đúng rồi. À, là khoảng 15-20 ngày nữa mình mới bắt đầu vào Ninh Thuận. Dạ, em vào để em giải quyết về cái vấn đề của em ở cái tập đoàn đó ấy. Giải quyết xong rồi mình ở đó luôn hay mình đi về Thanh Hóa lại? Đương nhiên là giải quyết xong thì đương nhiên là có thể em sẽ công tác tiếp tại Ninh Thuận hoặc có thể là em sẽ sinh sống ở Sài Gòn. Có nghĩa là Đấy. vào để giải quyết kiện cáo này kia thôi gì? Đúng rồi, đúng rồi. À, là họ sử dụng cái mô hình đó của mình mà họ không xin phép hay sao anh? Đúng đúng rồi, đúng rồi chị, em có bản quyền mà. Em có bản Rồi. quyền em có để bản quyền, nếu mà chị để ý trên cái Zalo của em là chị thấy cái bản quyền của em ngay. Rồi Cái ok. logo. Dạ, và đơn đơn gửi về cái tập đoàn đó. Rồi ok, trước giờ mình trải qua mấy mối tình rồi anh? Em thì thật ra thì mối tình thì em thật ra em đi học thì cũng có nhiều bạn thích em. Nhưng mà tính em thì nó kiểu như là cũng không thích yêu một người nào đó mà trong khi ví mình không phải là một người thật sự đảm bảo về tài chính tốt đấy. Tính em là như vậy thì thật ra thì em nói chưa có mối tình nào thì không phải nhưng mà chỉ có một mối tình thôi, còn sau đó là em đi nghiên cứu các thứ ấy. Em cũng rất chi là bận. Rồi sao mà anh biết tới chương trình rồi đăng ký tham gia vậy? Em hay xem trên tivi ấy chị. Rồi ok. Bây giờ mình mong muốn tìm kiếm một người bạn gái như thế nào ha? Những cái tiêu chí nè, về ngoại hình, tính cách, tuổi tác, vùng miền. Thật ra thì em mong muốn là tìm một cái người bạn gái là nói chung là nó phải cao ở trên 1 m trên trên 1 m 6. Anh cao mét nhiêu? Em cao 1 m 7. Rồi, Dạ, chiều trên 1 m cao rồi 6 trở còn gì lên nữa? á, thậm chí là bằng em. Và thứ hai là phải có trình độ đại học. Và đặc biệt là nếu mà trình độ bên ngành kế toán và kinh tế tài chính thì tốt tốt. Rồi. Thứ ba này là quê thì nói chung là ở đâu thì cũng được nhưng mà nếu mà ở Thanh Hóa hay là những cái tỉnh mà em cũng không quan trọng quê lắm. Vâng.
Em không quan trọng rồi đó. Nói chung là tính tình và đức tính thì nói chung là sống có trách nhiệm với đây gia đình, với đây người thân là được. Có nghĩa là cùng quê Thanh Hóa thì càng tốt ha. Vâng ạ, không thì Ừ. quê ở Sài Gòn cũng được, À. quê Hà Nội cũng được, Rồi. miền Tây cũng được, nhưng mà nói chung là em thì em chỉ thích là một là Sài Gòn, hai là ở Hà Nội, ba là Thanh Hóa rồi, Ok. và Còn các tỉnh miền Bắc hoặc các tỉnh ở miền Trung cũng được, nhưng mà cái đó thì cũng không 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 có ấy lắm, nhưng mà đại khái là từ Sài Gòn trở vào trở ra Rồi, ok. Còn yêu cầu gì nữa không anh? thì em nhìn cô bé cũng nói chung là ít tuổi hơn em thì cả cũng được, không đừng có quá tuổi em, Ừ, nhỏ và tuổi hoặc bằng ha. nhỏ, nhỏ tuổi hơn em, có nói cỡ nằm ở dưới tầm ít tuổi hơn em, ok là được, không không cái đó không quan trọng lắm. Rồi, còn gì nữa không anh? Nói chung mà thì công việc thì các thứ thì nói chung là cũng không cần cô bé đâu phải có một cái gì đó mà gọi là ấy, chỉ cần người nó ok là được rồi, còn vấn đề còn lại thì em nghĩ rằng có thể có một cái cách để giải quyết được. Rồi, ok. Anh còn yêu cầu gì nữa không? Còn yêu cầu gì đặc biệt ở người này nữa không? Nói chung là yêu cầu đặc biệt là chị, ý chị hỏi lại yêu cầu nào chị? Có điểm gì mình ưu tiên hàng đầu á, kiểu bạn gái bắt buộc phải có tiêu chí đó đó. Là nói chung là lúc chưa lấy chồng thì thôi, nhưng mà đã lấy chồng rồi thì phải nói chung là tuyệt đối là quan trọng nhất là phải chung thủy. Ừ. Rồi. Còn lúc Ok. em bố em rồi thì lấy ai lấy Ừ. em không quan tâm. Rồi, à, hôm nay chỉ là cái buổi cát đầu tiên ha, mình làm quen, mình trò chuyện với nhau như vậy thôi. À, nếu mà mình được chọn nè, cũng như có người phù hợp rồi á, thì chương trình sẽ thông báo cho mình biết cụ thể những cái quy trình phía sau nữa ha. Dạ. Dạ rồi á.